Xin chào các bác. Hôm nay em xin phép lên nhanh một quả súc điện dòng súc vi tính của Sony. Model này em đã từng bán một chiếc và đây là chiếc thứ hai. Nó có tên mã rút gọn là Sony D3. Ngay đầu video em xin nói thế này. Trước khi lên sóng thì cũng có một bạn khách quen cũng có dặn em là chừng nào có một cái quả tương tự thì cho phép bạn ấy được lựa chọn trước. Cái quả súc vi tính dòng 2.1 này, trước đây em bán một quả, quả đó nó đẹp và em bán với cái giá là 900.000. Ngày hôm nay có quả thứ hai, về nhan sắc nó xấu hơn, em bán với giá là 700.000. Cái thể loại loa súc vi tính 2.1 thì các bác không lạ gì, tức là chúng ta chỉ việc đấu vào nó hai cái loa vệ tinh và thế là thành một bộ. Cái ưu điểm của cái quả súc Sony D3 này đó là nó là hàng Japan xịn, Japan thuần, với một cái củ loa súc là dòng bát vuông màng nhôm đó. Về cái giá trị sưu tầm là nó tương đối cao. Vừa rồi các bác cũng đã được nghe một cái đoạn em test ngắn và phần nào cũng đã cảm nhận được chất âm của cái quả súc này. Và em sẽ dành cái quyền ưu tiên cho bạn khách quen kia trước. Nếu bạn không lấy thì em mới bán cho người khác. Về nhan sắc của quả này thì nó không bằng so với quả trước. Với cái quả trước thì em cũng đã làm video cực kỳ chi tiết. Nếu như các bác muốn biết về cái ruột gan của cái dòng súp này thì chịu khó vào kênh của em tìm là sẽ thấy thôi ạ. Các bác có thể thấy là em đang đấu một cái cặp loa vệ tinh vào quả súp này. Đây chính là cái đường để dẫn ra loa con nha. Đây là cái dây 3,5 ly để kết nối với điện thoại hoặc máy tính. Và ngay đây chúng ta thấy nó có một cái công tắc. Gạt sang bên tay trái này thì là tiếng nó lớn này, gạt sang bên phải là tiếng nó bị dìm nhỏ đi, là nó sẽ phù hợp để khi chúng ta có thể ghép với những cái đầu đĩa than thì chúng ta gạt sang bên tay phải này nha. Về chữ nghĩa của cái quả này thì nó cũng bị bợt bạt, và thùng gỗ thì nó cũng có đôi chỗ nó hơi nở nhẹ và em đã nỗ lực dùng keo 502 để xử lý lại. Tóm lại là dùng yên tâm, chẳng qua là nhan sắc nó không bằng quả trước thì em bán rẻ thôi. Ở Sony SRS D3 công suất tiêu thụ là 32W, điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Số series của quả này có đuôi 9385. Như vậy chỉ cần chúng ta có một cái cặp loa vệ tinh nhỏ nhỏ, dòng loa tay nhỏ nhỏ, tầm bát 10, thậm chí 12 cũng được, chúng ta đấu vào đây cùng với quả súc và thế là thành một bộ thì ạ. Cuộc chơi không thể đơn giản hơn được nữa. Ở trong cái quả súc này nó có 3 con IC công suất, một con đảm nhiệm cho chính cái quả súc nằm bên trong và hai con còn lại là nó phục vụ cho hai cái loa vệ tinh bên ngoài. Nói chung đây là một trong những cái món nó xứng đáng để chơi sưu tầm, cũng như về chất âm nó tương xứng, hết sức là tương xứng đối với tầm tiền